cần tật định dạng văn bản theo Nghị định 30 phần 1 các quy định chung. Thứ nhất, khổ giấy phải được để ở khổ A4. Chúng ta sẽ điều chỉnh trong tab Layout, chọn Size và chọn A4 ở đây nhé. Về kiểu trình bày, ta trình bày theo khổ giấy dọc. Trường hợp có các bảng biểu không được làm ở phụ lục riêng thì trang văn bản đó có thể được trình bày theo khổ ngang như thế này này. Còn làm thế nào để xoay ngang một trang bất kỳ trong Word thì các bạn xem ở video này nhé. Thứ ba, căn lề cho trang giấy. Ở tab Layout, chọn Margins, Custom Margins và nhập các thông số cho lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải theo quy định nhé. Lưu ý, nếu các bạn muốn đổi đơn vị đo thành chuẩn mm cho dễ chỉnh, hãy vào tab File, chọn Option phía bên dưới này, sau đó vào Advanced, kéo xuống dưới sẽ có mục đổi đơn vị đo trong Word tại dòng Show Measurements in Units of. Ta đổi thành millimeters này nha. Giờ thì, khi các bạn chỉnh lề, đơn vị đã được chuyển thành mm rồi, rất dễ chỉnh theo quy định luôn nha. Ở đây, mình nhập lề trên, lề dưới là 20, mép trái 30 và mép phải là 15 nhé. Thứ tư, phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. Để đổi phông chữ, bạn vào tab Home. Tại nhóm phông, ta có mục đổi phông chữ thành Times New Roman tại đây. Đổi màu chữ đen ở chữ A này này. Ngoài ra thì cỡ chữ hay là kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân thì tùy vào từng phần trong văn bản nhé. Các bạn vào tab Insert, chọn Page Number để đánh số trang. Chọn Top of Page để đánh số ở lề trên và chọn loại đánh số ở giữa trang này này. Cỡ chữ số thì từ 13 đến 14. Để không đánh số ở trang đầu tiên, hãy tích vào dòng Different First Page này nhé. Thôi, video cũng dài rồi. Cùng đón xem các phần tiếp theo tại fanpage của Đài Tin Học nhé. Hoặc nếu muốn tăng tốc độ làm việc và xử lý văn bản, các bạn cũng có thể tham khảo các khóa học tin học văn phòng của Đài Tin Học. Với 20 buổi học để luyện tập thực chiến cùng đội ngũ giảng viên và hơn 130 video bài giảng đi kèm với sự đồng hành sát sao của đội ngũ chuyên môn tại Đài Tin Học, các bài học được phân chia theo từng chủ đề, rất dễ dàng để tìm đến kiến thức mà bạn muốn bổ sung. Học đến đâu, thực hành tới đó với 20 buổi trực tuyến cùng giảng viên, hỗ trợ cài đặt Office theo yêu cầu, đảm bảo nâng cao kỹ năng xử lý, phân tích, định dạng dữ liệu, giúp tăng tốc độ làm việc với phong cách chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, đăng ký ngay trong tháng này, Đài Tin Học có ưu đãi giảm tới 40% toàn khóa học. Các bạn không nghe nhầm đâu, 20 buổi học trực tuyến cùng với hơn 130 video bài giảng và sự đồng hành của đội ngũ giảng viên với một mức ưu đãi chưa từng có. Comment phía dưới video để nhận ngay voucher ưu đãi lớn nhất trong năm của Đài Tin Học và tham gia khóa học tin học văn phòng thực chiến cùng mình nhé.